Ôi trời ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hika Channel. Hiện tại ngay bên cạnh mình đây là một tổ mối và mình đã banh tổ mối ra để có thể tiếp cận được với những con mối ẩn sâu dưới lòng đất. Đây là những kiến trúc sư thực thụ. Chúng có thể xây những cái cấu trúc mà nếu mà so với kích thước cơ thể thì nó còn cao hơn cả tòa Landmark 81. Ngoài là kiến trúc sư thì nó cũng là một cộng đồng giống như loài ong hoặc là kiến. Chúng được phân chia công việc rất là rõ ràng và các bạn có thể thấy hầu hết là cái tổ mối thì có hai loại mối chính. Đó là một là những con mối mà có cái bụng bự và cái đầu nhỏ. Còn lại thì là những con mối có cái đầu to và bụng nhỏ. Thì những con mối mà đầu nhỏ bụng to ấy là có những con mối thợ. Chúng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con mối chúa, chăm sóc con non, tìm kiếm thức ăn. Còn những con mối càng to ấy thì là những con mối bảo vệ tổ, bảo vệ mối chúa, bảo vệ những cái hoạt động của những con mối thợ. Con mối càng to ấy, 40% trọng lượng cơ thể của chúng là các bó cơ ở trên đầu. Điều này lý giải vì sao mà từ nãy giờ mình bị cắn mấy phát. Mình nghĩ rất đơn giản thôi nhưng mà mình đã bị xước sát rất nhiều. Đây là những cái mùn cây mà được loài mối thu thập về, sau đó nhai nghiền nát ra trộn với chất enzyme trong cơ thể. Sau đó thì cấy một loài nấm lên để chúng có thể mọc nấm và chúng sinh sống bằng cái loài nấm này. Mối là động vật ăn chay thuần. Thức ăn chủ yếu của chúng hầu hết là rễ cây, gỗ và loại nấm này. Sau khi cái khu vườn này được hoàn thành thì chúng sẽ sử dụng nó như là một cái khu nhà trẻ để có thể nuôi dưỡng những con mối non. Bên ngoài của tổ mối được cấu trúc bởi một lớp đất rất là dày. Mình đã mất rất là nhiều thời gian mới đâm thủng được cái lớp giáp này. Đang hành động, những cái mối này nó sẽ cảnh báo bằng cách liên tục đập đầu mình vào dưới lòng đất để tạo ra những cái tần số rung động cũng như cái âm thanh cảnh báo với những con mối khác rằng đang có sự nguy hiểm xung quanh đây. Và điều này nó sẽ trở lên cực kỳ tồi tệ nếu ở thời điểm này mình thò tay vào. Toàn bộ nguồn lực của cái tổ mối này đang dồn lại để có thể lấp cái lỗ thủng này. Cho nên cái hành động mình sắp sửa làm đây là cái hành động ngu ngốc nhất của mình. Các bạn không nên thực hiện với bất kỳ hình thức nào khác. Đây là cái bàn tay của mình trước khi mình thực hiện cái thử thách ngu ngốc này. Và mình sẽ thực hiện thử thách 1 phút 60 giây. Mình biết đây cái điều ngu ngốc nhất mình thì mình làm. 3 2 Nếu mình là mối, mình chắc phải trút hết cơn giận vào trong những cái khoảnh khắc này. Đang yên đang lành, tự nhiên có một thằng nó phá tan nát cái nhà của mình ra. 1 Ôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi, nó đang giống kiểu nó xé cái tay mình ra các bạn ạ. Trời ơi. Ôi trời ơi. Các bạn thấy này, nhát cắn này, những cái nhát cắn của nó khiến có thể khiến các bạn chảy máu. Mặc dù nó không có độc, nhưng nó giống như kiểu là bị ong tít hoặc là mình cầm nắm vào một cái mảnh thủy tinh các bạn. Những vết xước rất là nhỏ nhưng khiến bạn chảy máu, có thể là chảy máu rất là nhiều luôn.
Đấy là những cái sức mạnh của cái hàm răng của nó, rất là đau, rất là rát. Nếu cho mình so sánh thì nó vẫn ở sau kiến vàng các bạn, nó vẫn là nằm ở dưới kiến vàng, kiểu như mình vẫn còn có thể chịu đựng được, nó vẫn nằm trong cái giới hạn chịu đựng của mình. Nhưng mà để mà bắt hết cả ra mà để vào tay vào giống như kiểu kiến nhọt thì thực sự là tuy là nó không có độc, nhưng mà những cái vết cắn có thể chảy nhiều máu như này ấy, thì có từng đấy con kiến nó cắn cái bàn tay mình, nó sẽ đi về đâu luôn các bạn này. Chỉ một phát cắn mà nó chảy từng đấy máu của mình đó, một phát cắn thôi, một phát cắn này. Bây giờ thì bọn này đang tập trung lại để nó xây lại cái tổ. Đây là một cái loài động vật mà có thể nói là tồn tại trên trái đất rất là lâu, hàng triệu năm luôn. Mình không biết là con này nó thực sự nó có lợi hay có hại nữa, nhưng mà theo cái góc nhìn mình ấy thì mình thấy con này nó không có lợi một tí luôn. Nhưng mà mẹ thiên nhiên nó sắp xếp cho nó một cái nhiệm vụ nào đó thì mình cũng không muốn làm cho cái trật tự đó bị mất đi, cho nên mình sẽ để tệ kệ như này, mình sẽ lấp đất vào để cho nó tiếp tục nó sinh sống trong cái tổ mối này. Ok, vậy thì nếu bạn thích video này thì hãy để lại cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên theo dõi những video thử thách khám phá vượt giới hạn. Và tiếp tới thì mình sẽ có làm những video sinh tồn ở trên một cái khu rừng rất là to, rất là rộng, nên là hy vọng các bạn có thể đón xem và tiếp tục ủng hộ mình ở chuỗi những video content hoàn toàn mới. Mình sẽ biên tập video hết sức có thể, mình sẽ làm cái nội dung sinh tồn này giống với Bear Grylls và sẽ vẫn có những cái thử thách sinh tồn nho nhỏ mình đặt ra trong quá trình mình làm thử thách. Ok, vậy thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sinh tồn tiếp theo mình sẽ làm nha. Bye bye. Thank you.